Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em xin giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là dàn lạnh trong xe, hay còn gọi là dàn lạnh trong tablo của xe Nissan X-Trail 2017. Sản phẩm được sản xuất bởi tập đoàn Nissan Nhật Bản. Đây chính là anh em đang được nhìn cận cảnh, đó chính là chiếc dàn lạnh trong xe của nó đấy. Đời dàn này thì nó vẫn dùng van vuông nhưng nó không giống như Nissan Tenla hoặc là những đời Nissan khác, cái thân còng để bắt ra van vuông thì nó sẽ ra đua ra về phía ngoài một chút. Nó cũng tựa tựa như con Tida nhưng mà thân đầu co nó sẽ hơi khác. Đây anh em nhìn nhé, cái chất dàn của nó rất là mê ly luôn. Phải nói rất là sắc nét và đẹp luôn đấy ạ. Đây, ngày hôm nay em chuẩn bị để đóng gói cho anh em đây. Đó, đây là mã vạch, đây là mã sản phẩm này. Đó. Mỗi một sản phẩm thì sẽ được đóng gói trong một chiếc hộp như thế này. Đó. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái đó chính là cái sản phẩm cái dàn lạnh của Nissan X-Trail 2017. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.